there. Easy. Easy. Sophia! Enough! Father! Get them into the catacombs. Light the fires. The valley must be alerted. I need you. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với tựa game Rise of the Tomb Raider. Và đây là tập 5 mấy các bạn. Và lần trước mà mình cũng đã dừng ngay tại chỗ này rồi. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục bắt đầu và mình đi tiếp tục cái hành trình hôm bữa mình đã bỏ lỡ. Ok. Ôi, hơi quá. Em té. Nếu không nhầm là bấm là T như vậy. Bấm là T rồi B để bơi nhanh hơn cái kiểu. Bơi tới đâu ta? Mình cũng không rõ là phải bơi ra đúng đây là đúng đường luôn. Nhưng mà đây là cái đường duy nhất mà mình có thể bơi được thì hiện tại. Lên. Tại vì nếu mà mình bơi mà chậm trễ một tí là có thể mình chết liền luôn. Do hết không khí cái kiểu. Ok, khu này đẹp vậy. Mình cũng không rõ mình đang đi tới đâu đâu nữa, nhưng mà không phải công nhận chỗ này đẹp thiệt. Hồ đẹp ác luôn chứ. Mình nghĩ là mình chắc là chạy lên đây nè. Đúng rồi, chúng ta nghĩ là chúng ta đang đi đúng đường á. Tại vì mình biết là đây là cái đường duy nhất mà chúng ta có thể đi hiện tại thôi. Có cái móc đây rồi. Đúng rồi. Stop right there. Easy. You know I'm not with Trinity. Why should we believe you? I escaped with one of yours. A man named Jacob. Where is he now? We were together, but we got separated in the mines. She killed him! No! Jacob would never trust an outsider. Please, listen, I am not your enemy. I warned you. You should have left. Sophia! Enough! Father! I thought I lost you. I'm glad you made it out of there. Forgive Sophia, she is cautious. In her position, I'd be the same way. What did you find out? Trinity is coming in force. We must prepare. Her? She's a friend. On my word, no harm will come to her. These ruins. We must be near the Prophet's lost city. Come. We do not have much time. Prepare the weapon stores. Secure the battlements. Go! Now! They're almost here. But we're outnumbered. The children and elders are vulnerable. Go. Get them into the catacombs. Light the fires. The valley must be alerted. Sophia, muster our fighters, then meet me in the upper village. Don't disappear again, Father. There's much to do. If we had more time... Later. For now, I'll do what I can to help. Và mém nữa là mình chết rồi. Và hơi là có cái ông mà nãy mình cứu á, bây giờ ra nói chuyện nhỏ, ai ngờ đó con nhỏ đó là con của ông này. Thế mới bựa chứ. Ê, mình có được 3/4, mình chuẩn bị ráp được một cái súng mới rồi. Mình chỉ cần tìm thêm một cái đồ nữa là chúng ta thể ráp được súng luôn.
Cái nói chung là để mình xem tìm xem trong đây mình có cái gì mình xài được không. Hình như chỗ này mình hôi cổ hơi bị nhiều nhưng mà hôi kệ không sao. Có rồi hơn không. Ê mà khu này làm mình liên tưởng cái trò The Witcher phần 3 ấy chứ. Nhìn khá là hấp dẫn, nhìn nó bắt mắt. Khu này cũng đẹp ấy chứ. Nói chung thì mình ở đây cứ ráng lấy kinh nghiệm là được ok. Chúng ta sẽ có nhiều đồ kinh nghiệm và tăng SP thì nhiều lên chúng ta sẽ được nhiều skill ngon hơn. Tại vì hệ thống skill của này rất là khác, mình nghĩ là khá là nhiều rồi đó. À trong đây nếu mà bạn đọc mấy cuốn sách này á, hình như là có thể cho bạn biết thêm được tiếng Hy Lạp rồi nói khi mà nói chuyện mình có thể dịch được cái tiếng cái kiểu. Không biết đi đâu nữa ta. Ồ. Nó bảo mình phải ra tới đằng kia rồi, mình nghe mình đi qua đây. Đó, quá đẹp luôn. Lara, I'm sorry. Ok. Ra, I'm really sorry if... Ê, khúc này lên làm sao chỗ nào ta? Glad you were there to vouch for me. Để mình qua đây mình tìm đồ xem có gì đà lá không. Với là mình phải tìm một cái base camp nữa. Pistol unlock. Nãy mình được 3/4, giờ mình được full rồi nè. Tiện quá đi thôi. Có cung nữa nè. Ồ tiện thế. Ờ mình không rõ tự nhiên đây nó có cái đồ nữa chứ. Trinity sắp tới rồi, chúng ta phải thủ sẵn trước khi nó tới. Nếu không nó tới chúng ta không kịp làm gì sớm hơn. Mà như nghĩ là cậu bé chạy nó... Cái nút bấm này hơi khó chịu. Đang bàn bạc kiểu. Ê, ngay đây có gì nữa nè, đạn nè. Ờ, mình full đạn rồi, không cần nữa. Ngoài ra thì mình hiện tại mình đang có một cái skill boy. Ý gì? Đây. Đây bắt gà coi. What the fuck? Má mình cầm chết enjoying the chicken pan. Chicken pan nằm đâu? Ê vụ bắt gà này vui bấy. Nhìn nó bừa bừa, nhìn gà kìa. Trời hứa ơi. Xem chết gà. Đồ mới. Ôi. Ôi sao con gà teleport kiểu lên đây, what the fuck. Má vãi gà. Nó chọi cái đùn cái biến mất luôn. Đù. Chúng ta có 2 điểm skill boy nhá. Đúng luôn. Alternate outfit. À ngoài ra thì mình cũng vừa mới có kiểu như là có một cái bộ đồ mới. Mình đao tiền nó tặng hay gì đó mình cũng không rõ nữa. Nói chung là vậy. Rồi có bạn bảo là mình nên dùng dodge counter. Thì mình tìm cái dodge counter coi. Master of the land. Rabbit crafting. Life food. Ủa, dodge counter đâu ta? Avid learner mình học hết trơn life food. Từ từ đó nào. Dodge counter như mình nghĩ. Như mình có học rồi thì phải. Ừ, dodge counter mình học sẵn rồi. Take significantly less damage from explosion. How much faster than kill enemy with brutal force. Ê, cái này được nè. Stealth finisher are much faster. Lúc mà mình kết liễu nó sẽ nhanh hơn. Thay vì nó quá dở, quá chậm. Doing dodge counter with a perfect time. Death from a bow, knife kill foes instantly when leaping down on them from bow. À, nhảy từ trên cao xuống đâm một phát là chết luôn. Fume medic. Wound more weakly, effect is banish wound. Fast healer skill. Rồi để đi coi Hunter bên đây có gì mới không. Double shot. Two arrow. Ai chạy vòng vòng đi. Fully charged bow aiming remain steady significantly longer. Headshot will appear when successfully aimed over. Khi mà chúng ta nhắm thành công á, nó sẽ hiện một cái headshot in, cho mình biết là bắn một phát là sẽ headshot luôn đó. Chaining headshot, stealth kill, death from bow kill longer chain.
nhiều điểm kinh nghiệm hơn khi mà làm những cái skill đó thôi. Mình cũng không rõ là mình nên nâng cấp cái gì. Increase amount man make crafting resource, crafting mastery, body strap, double shot, fully durable aiming, dead eye. Ok, nhiều skill quá. Increase amount man make crafting resource. From each shot. Mình nghĩ cái này nên hợp lý nhất, tại khi mà mình cần nhiều đồ để mình craft đồ cái kiểu thì nó lại hết đồ khá là nhanh. Hoặc không thì mình sẽ để cái khác vô. Nhưng mà mình phải kiểu như để coi này đi, double shot đi. Inventory xem có gì mới không. Ủa, hồi nãy mình ráp được cái súng nè, ammunition. Let's kill silently. Poison arrow. Poison arrow full. Hình như mình được tặng là free luôn cả poison arrow kiểu. Hunter's quiver medium size. Mấy cái đó tìm hơi khó tìm nha. Ê khoan nè. Equipment, à mấy cái này. Mình cứ tưởng là những cái gì khác chứ. Đồ quần áo cái kiểu. Weapons. Recurve. Chúng ta tìm một part rồi nè. Draw speed. Vẫn chưa đủ đồ. Chúng ta phải đi giết thú cái kiểu thì chúng ta mới unlock được. Semi auto đam thấp hơn nhưng mà bắn nhanh hơn, nhiều đạn hơn, tốc độ nhanh hơn. Ok, quên luôn. Chúng ta có đồ mà. Xem trong đây nó còn nâng cấp gì đâu. Không nâng cấp. Cũng không luôn. Expedition jacket. Siberian Ranger. Chúng ta hãy lấy được bộ đồ này khi nào mà chúng ta kiểu như là đánh và craft được nhiều đồ chúng ta lấy được. Đi cái còn cái này mới là Blue Henley. Hình như chúng ta mặc trong phần trước thì phải. Mình cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng mà để coi mình không thấy không rắn là mình thích bộ đồ nào nhất. Đồ này mình cũng tạm thích thôi. Ray Henley. Này nó quá classic luôn. Quá ư là classic. Bộ Siberian hình như là các bạn phải có mua game chứ, thời hạn này nọ cái kiểu nó mới cho cái bộ đó. Hình như hết rồi phải. Hình như là cũng không có gì đặc sắc cho lắm. Cái mình nghĩ là chúng ta nên đi tiếp. Nói mình đang tính lấy cái này, mình bấm cái hồi đó lấy con gà luôn. Và đái thật. Má một đống gà luôn giống như trong CSGO vậy á. Má và đái vậy. Ủa giờ nó kêu mình đi đâu vậy? Sao vậy? Đò. Giờ chúng ta chỉ cách nên nó phóng từ đây qua đây thôi. Đồ 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 lên. Ý, cái khu này đẹp hết á. Ôi mấy em nữa nhảy rồi. Vào đây đà cái nè. Được, mấy em té. Ôi mà không phải công nhận là cái khu này đẹp thiệt. Đâu, từ để mình qua cái nè. Bám cho chắc vô. Ôi! Cái này khó thật luôn đó chứ. Chỉ cần một chút vô tình là các bạn có thể té một cái dập mặt chết luôn. Hơi khó.
Cái này khúc này phải kỹ. Chúng ta phải qua được khúc này là. Đang lại là chúng ta phải nhảy xuống trước. Rồi. Cái này mới căng nè. Đó. Qua mấy đứa ơi. Đồ. Ủa, gì có message, ai message nữa nè. Đang quay luôn. Công nhận đúng lúc thiệt. Thế các bạn nào có muốn gửi tin nhắn gì cho mình, các bạn cứ gửi thẳng cái inbox cho mà. Ôi. Mẹ lo nói chuyện không mình. Nếu các bạn nào có tin nhắn cho mình, các bạn cứ gửi thẳng cho mình cho phần inbox Facebook page hoặc là game cái kiểu. Nói chung là mình sẽ trả lời hết á. Nhưng mà vấn đề là mình không có trả lời ngay lập tức luôn, thì nhiều lúc mình không có online ấy kiểu. Cho nên các bạn thông cảm. Còn YouTube thì mình cũng khá là ít trả lời YouTube tại vì không có thời gian nhiều, và thường là cái nút bấm comment á không phải bạn nào cũng có, cho nên không phải cái comment nào mà mình cũng có thể trả lời được hết. Ôi nhìn nó muốn cứ như là muốn sập vậy á. Lên luôn. Lên được tới đây nhá. Cái gì đây? Ồ, 100 SP luôn. Đã thế. Oil Flux. New Gear Acquired. Đã thế. Fire Arrow Crafting. No, Arcella Fire Arrow. Ok. Chúng ta ra được một cái này, rồi chúng ta bắn như chỗ nào ta? Nó bảo mình phải bắn ở chỗ nào cái gì? Lên nóc bắn hả? Ok, kia đây mình kiếm đường lên nóc cái đã. Ơ, cái này khó quá bà. Đồ nhưng mà chơi một hồi chúng sẽ quen thôi. Cái này ồ đá rơi trúng đầu. Vỡ cái đầu ra chứ. Đi qua phải nữa đúng không? Ôi! Lên em ơi, lên. Má cái trò chơi này nguy hiểm với lờ luôn á. Bay. Equip fire arrow à, bắn một phát lên tới nóc luôn. Equip nè, đó. Ê. Đó, quá chuẩn luôn. Thank you, Lara. Our people have been warned. That should give them time to evacuate. Meet me in the upper village. I'm gathering our forces here. All right. Giờ mình làm xong khúc đó mình phải bắt đầu đi xuống. Oh, use oil to craft fire. Ok. Hết full rồi. Thì làm sao đi xuống dưới đó ta? Nó phải có cái đường đi chứ nhỉ. Hơi căng. Ê. Mình đâu có cần cái này đâu ta. À đây. Có cái gì thường chúng ta bắn đâu đó. Ôi xa thế. Ok. Đi. Quá ngọt luôn. Oh yeah. Chúng ta đã xuống được tới khúc này rồi. Oh yeah. Để mình lấy đồ ngay chỗ này cái đã. Đó. Ra. Ôi xem đây có gì vậy. Ở dưới được cái thêm một cái part của compound pole, đó là cái cung mới. Chúng ta chỉ cần tìm ra được hai cái nữa là chúng ta có đồ mới luôn á. Đồ mới xử lý ngon hơn, đánh đã hơn cái kiểu như vậy.
gì đây? Cannot Strand Lay. Mà không công rõ là khi nào mà mình tới Strand Lay được với những cái này thì nó chuyện gì sẽ xảy ra. Hello đẻ. Jacob, helicopters are headed your way. Ơi. Có cái cung tên à? Bấm lấy chứ. Get here as fast as you can. Từ từ, ta đang tới. Tôi vẫn đang bấm nút chạy mà nó không thèm chạy nè. Cái này mới gọi là căng não nè. Cái gì ghê thế? Ôi. Ghê thế. Giờ mình phải chơi tới xuống tới đầm lầy luôn hả? Lầy thật chứ. Nó tụi này kiểu như nó giết mình tới cùng và tìm được cái đó cho bằng được. Và nó sẵn sàng là nó làm những chuyện xấu xa nhất mà mình hãy tưởng tượng được. Đấy, ghê vỡ đái. I will kill you all in 30 seconds. Ok. Có vẻ khó khăn đây. Nhưng anh chàng. Where is the divine source? Tell me. Stop! Don't hurt anyone else. Where is it? Wait! There's a map. The Atlas. It will show you the way. Okay. Tell me about this Atlas. Hey. Ồ, cái vụ này đã. Này thì láo với bố nè. Ồ, hay. Ê, má bay gì bắn hộp ra sao trời. Này thì bố láo bố toét. Cứ tưởng mình ngon sao. Để loot đồ ra. Loot đãi ghê á. Mấy mập này loot đồ nhiều lắm. Ê, có đồ quá trời luôn nè. Loot cái nhẹ coi. Ê, bậy nha bạn. Ủa đây phải đồ. À đây. Hai con ốc vít. Đồ chơi. Ôi, cái gì vậy? Này thì đồ nhau. Wow. Cái đéo gì vậy? Thể loại lạ nè. Lạ nè. Ôi, có thanh niên ăn 3 phát cũng chưa chết. Để lướt cái hàng này ra. Ê, bậy. Có cái nào bắn phát lần 2 hàng chết luôn rồi. Đù má hả thanh niên. Đù. Ê, bậy. Wow, từ từ, để hồi máu ra. Không biết đạn còn nhiều không nữa. Ở như đây có đạn nè. Bắn tiếp. Dư đạn rồi. Đó, quá hời luôn. Quá đã. Quá sướng. Full đạn rồi. Quá là trâu bò. Máy thanh niên. Ôi, để chạy vòng sau lưng á. Bắn cho bằng được cái. Ủa, mới hết đạn đúng lúc vậy trời. Ôi. Ôi, mình còn KK nữa mà. Nhưng mà trong trường hợp như thế này thì chúng ta phải bắn càng nhanh càng tốt. Bắn vào sao cho nó xì cục phần sau ra. Ôi, hết đạn. Chúng ta còn khoảng 11 viên đó mà chúng ta vẫn phải chạy được vòng. Ôi, bậy nhân chơi. Chơi kỳ quá nha, ai da. Má, mình chạy vòng quay dế, ôi trời ơi. Ghê quá. Niên kia đâu rồi. Má, vẫn còn sống sao.
Sao mình sống dài quá vậy? Ê, mấy cái bình đằng sau sạch rồi. Phải bắn vào sạch cái bình đằng sau kìa. Trời ơi, má bắn gì kinh vậy trời. Má xử cái một thằng muốn hết cái băng đạn. Nothing to show for your efforts. Perhaps she'll succeed where you're failing. I will not fail. Trinity will step in if you do. And you know what that means? I'm expendable. They have no interest in my survival. I need the power of the source. And you will have it. Don't lose faith, Anna. This is God's will. Our success is inevitable. Please, just find it. My time is running out. I've come so far. I've endured so much. These final barriers you have set before me, these sins you have forced me to commit, they must have a purpose. Only you can show me the way. Grant me strength to continue for her, for you, for Trinity. Please, show me the way. Stay with me. Stay with me. I'm sorry. Your people don't deserve this. It is our chosen path. Our duty. It's never been easy. I understand what it's like to lose people. Trinity won't stop, will they? I doubt it. They have many resources. And the Atlas? It's an ancient map to the old city. The Trinity won't find it at that tower. Many of my people live in those ruins. They won't be prepared for what's coming. I can help them, Jacob. Will you do this for us? Or for that which you seek? Right now, they're one and the same. I'll be back with reinforcements after I've tended to the wounded. Yes. What is it? Okay. Và chúng ta đã giải cứu được dân làng sau cái thằng chó đẻ chơi cái cây súng phóng lửa má châu bò kinh dị hợm. Không thể tả được mức độ châu bầu nó như thế nào. Nhưng mà đằng đây nó có một cái thùng để mình mở ra cái đã. Rồi tính sao. Chắc là compound bow.
Oh, submachine gun. Oh, hay. Ê, có skill boy mới luôn nè. Hèn chỉ thấy gì vàng ở đây. Phải lấy. Lấy hết chứ. Lấy luôn. Lấy nốt. Ủa sao cái má gì mình cũng lấy đây trời. Má người ta đã nghèo còn còn lấy nữa. Nếu tin được. Cái này nghèo chứ bị bệnh chứ cô không sao đâu. Bệnh tí gì hết mà. Gì đây? The fuck? À, Long Long Vũ. Ôi cơ. Hình như nó đâu có kêu mình nhảy xuống dưới này đâu phải không? Không sao, có đường lên là được rồi. Nó bảo mình chạy ra tốt chỗ này. Ê, mình đi chạy ra đây cái lấy đồ nè. Đồ nhiều quá vậy nè. Ê, có file cam, có file cam. Weapon upgrade. Dual AK upgrade nè, đó, shotgun upgrade. Súng lục cũng upgrade luôn, nhưng mà súng lục mình đéo bao giờ xài đó. Upgrade SMG, upgrade AK đi. Fire ray, tốc độ bắn nhanh hơn. Ôn này cũng vậy thôi, biết hết đéo gì đâu. Fire machine slash jam for a faster rate. Có lẽ là mình nghĩ ra cái này là thì các bạn sẽ không phải tăng đam đi, mình thích cái vụ tăng đam hơn là tăng fast rate á. Tại vì mình thấy nó rate nó cũng cao bỏ mẹ rồi. Bắn nhanh hơn chỉ tổ phí đạn thôi chứ cô không có gì nhiều cho lắm. Ammo cũng được nè, nhưng chứ cái gì đam chứ đi cho chắc ăn. Mình thích cái vụ đam hơn, đó bắn phải mát đam bắn mới vui. Rồi có đồ nữa, skill boy nè, đó. Roller Iron less damage. Chúng ta phải lấy. Khi mà chúng ta bị bắn bởi súng đạn rồi nổ này nọ, chúng ta sẽ bị bớt đạn, bớt đam hơn. Explosion and fire. Ủa đâu, fire là như lửa, lửa. Unarmored during a dodge counter with a perfectly timed death row bow. Nice skill, Field Medic. Fast effects can with the fast healer skill. Pseudo silent killer. Chúng ta phải bật 9 skill nữa trong tất cả các field để chúng ta có thể được cái mở cái tile thứ 3. Và tới mức độ đó thì các bạn có lẽ cũng hành chùm trong tựa game này rồi. Chứ cũng đéo ngang nào nữa đâu. Nghĩa là mình thay cái bộ đồ khác đi, bộ đồ này nhìn bựa. Mặc một hồi có vẻ không hợp lý cho lắm, cho nên mình quyết định mình thay bộ đồ luôn. Bộ đồ này cũng khác đéo bộ này mình đang mặc đâu ta. Đây, mình thích bộ này nhất rồi nè. Bộ này vừa nhìn nó vừa thanh lịch, vừa tao nhã nhưng mà vẫn đẹp gái. Đó, đi tiếp đi tiếp đi tiếp. Đồ quá trời luôn nè. Ôi, cái này full nữa rồi. Má sao toàn mém chết không vậy? À, đằng đây thì có chỗ lên nè. What the fuck? Má, chỗ gì bựa vậy? Mới có vẻ mình đi không nghĩ, mình không nghĩ là mình đi đúng đường. Tại vì đây nó hình như nó có cái cầu nè. Mình chỉ cần việc mình phóng một phát qua thế kia thôi mà. Ôi, ôi, má mình tưởng xác mình mất tích luôn rồi chứ. Má nhảy gì mày hụt, nhảy hụt sao trời. Kì quá nè. Thật là kì quá đi. Má chứ phải nhảy lại. Đó, lên chứ. Đó. Sau mấy lần không cố gắng được, chúng ta phải bắt buộc phải lên thôi. Bên đây các bạn không có gì đặc sắc cho lắm, trừ một con gà ra. Má, gà đâu lắm thế. Gà ơi gà. Sophia might have taken them into the catacombs beneath the tower. But I've lost contact with her. Gà nè con, gà. Má, gà một đống luôn. Đồ cũng quá trời đồ chứ. Ê, có đường đi nào để mình qua đây cái ta.
YOLO, YOLO. Ê, hình như có cái gì đây. Học không mà mình cứ tưởng nó học đồ chứ. Ôi, ôi, khu này cũng đẹp đấy chứ. Rồi hèn chi mém mình mém đi bộ qua kia là rất chắc luôn á. Ok, lên. Ôi, có thác nước đó nè, đã thế. Khu này mới đi nghỉ dưỡng hoặc là tham quan chắc cũng sướng lắm. Ôi, ôi, mẹ ơi, ôi. Lên em ơi. Qua. Như vậy chúng ta đi đúng hướng rồi nha. Đồ quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. À rồi đây. Lộn, chúng ta phải lấy cung. Nhưng bắn sang chỗ nào ta? Chỗ nào có đây? À đây. Vô. Đu dây, đu dây ngược đó, lên. Mấy nhà đây công nhận phải nói là tài lẻ khá là nhiều và nó kiểu như có, phải nói sao ta, có khả năng từ bé rồi, có tài năng từ bé rồi. Về việc đi những thứ như này, cho nó đi phượt là bá cháy luôn. What the fuck? Nói sao từ Trinity này đi tới đâu tôi cũng đi theo tới đó, đứng ngay như chó vậy. Ngay thế không biết. Mà nó cố tình nó giết hại dân làng luôn hay sao á. Ừ, như chúng ta tới rồi phải. Dân làng, ủa sao như chúng ta quay hồi là hồi cái quay lại cho cũ hay sao ta. Ê mình đồ quá trời nè, gà cũng quá trời nè. Ê có đạn nè, đạn full rồi. Ê có hộp đồ, chủ yếu quan trọng là mấy cái hộp đồ nè. Hộp đồ nếu chứa mấy cái compound port này nọ cái kiểu. Đó, vừa mới nhắc luôn. Chúng ta chỉ cần một cái compound để chúng ta chế được cái cung mới rồi. Chúng ta đi tìm. Tìm cung mới nào. Trên chiến dịch đi tìm cái cung. Đây có cung nữa nè, cung free. Ngu gì không lấy. Gì đây? What the fuck? Nó nhìn cũng sang trọng ấy chứ hả? À, đầy đủ cái kiểu. Một đủ cái độ ta. Nói chung là cứ lấy hết đi, lỡ lúc tới lúc mình cần thì có lẽ nó sẽ ổn hơn. Má, giờ tụi này giết gần hết rồi. Và bạn kêu là mình chơi mình phải giết càng nhiều càng tốt. Mà mình phải tìm cách để giết tụi nó mà không bị phát hiện hay gì đó, để đỡ phải mệt hơn. Tại vì tụi này nó mắt nó rất là tinh. Mình chọn ở đây thử coi xem. Bắt chước Hitman của Unconner coi. À đồ. Thanh niên. Đi chung phải đi. Đúng rồi. Cứ đi, để. Để chuyện còn lo chuyện ở đây nữa chứ. Thủ sẵn một cái chai để lát còn chọi. Nó vẫn còn đứng đó nha. Ê thằng kia nó, mình chọn qua kia nó không đi qua kia mà đi qua đây là thấy đéo nào. Đi qua kia đi bạn hiền. Mình chọn hướng đằng kia mà bạn. The fuck mate. Đừng có lại gần đây, đúng rồi. Giỏi. Ôi. Nói chung mà mình cũng không hẳn là muốn giết tụi nó. Bậy nha. Ê, để mình lấy đồ ở đây, mình chọn chỗ khác ra.
Đi ra đằng kia đi dân chơi. Đúng rồi dân chơi. Đi đi dân chơi. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Đó. Đã lẻn ra rồi khỏi khu dân chơi rồi. Mà chúng ta vẫn chưa mất máu ấy. Đó. Stealthy. Ây da, ây da, ây da. Để mình giết hàng quần này đi. Số nhỏ. Đó, chết mẹ, chết mẹ mày. Mấy mà làm tao mất cái chai không? Ơ đừng nói mình đánh trong đây mà tụi lần sau phát hiện nha. À không không không, để mình lấy đá đây. Cái gì vậy? Má là mình là sợ hết cho hồn luôn, sợ bị phát hiện không thôi. Đồ 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 đây đây đây, stealth kill, nó vẫn chưa biết mình ở đây. Nó vẫn chưa biết mình đây. Vô tình là nó bắt mình phải đi qua hết cho nên thôi kệ mình cứ giết hết đi rồi. Đó. Đó, quá đẹp mắt, quá đẹp. Nhẹ nhàng. Like a boss. Cái đồ cũng quá trời nè. Mình cũng đang cố gắng đi tìm cái compound part. Cũng không rõ là cái nó nằm ở đâu và sau đó là cái cung nó sẽ có lợi thế gì không. Ok, ôi ôi, má. Mỗi lần đất rung là mình sợ chết mẹ. Cứ tưởng là chuyện đéo gì xảy ra. Ôi. Ôi ôi. Giật cái mình, oh damn it. Chết rồi. Không sao, sao, sao. Chết mẹ. Để lấy cái chọn đằng kia coi. Ra đằng kia đi bạn. Đúng rồi. Ê, cái này khó hiểu quá. Ui. Má nhiều lúc muốn spam mà cũng đeo được nữa. Ok, mày lỡ chị mày chơi mày luôn. Chị mày chơi mày luôn. Ê, ủa có thanh niên cho bò vậy? Ôi, ôi. Mày sẽ bắn một phát ngay đầu nó mới được. Má, cho bò ra đây. Hình như vẫn chưa bị phát hiện cho lắm. Chúng ta nên đi tiếp. Ôi, ngõ cục rồi. Ủa, à đây, đây, ngay đây, ngay đây. Mình tưởng má mà ngõ cục hết đường đi rồi chứ. Alright my friend, my turn. Ok, bullshit. Ôi, đi tới đâu là địch tới đó mà mình... Nó giống như Assassin's Creed vậy. Địch đứng chỗ này nên sẽ vẫn không phát hiện ở chỗ đó là chuyện gì đang xảy ra. Ê, mình... có nên cứu ông này không ta? Mình nghĩ là mình nên để rồi mình grab special đi. Đù. Ê, như nãy mình bắn một phát là hai thằng chết luôn hay sao á? Easy, Sophia. So much bloodshed. We're losing too many people. Maybe your people have sacrificed enough. It's all we've known. I misjudged you, Lara. Tell me how I can help you.
I've got to get the rest to safety. But the entrance to the catacombs is blocked. I'll find a way to clear it. Ok, xong. À, chuyện của anh đã xử lý xong hết rồi nhá. Giờ mình chỉ cần thoát khỏi chỗ quái này thôi. Rồi, lồn, phải đi hướng này phải. Cô đâu? Rốt cuộc nó đi hướng kêu chỉ đi hướng nào vậy trời? À đây. Má nãy giờ cứ tưởng mình đi đâu không? Ngáo bắt đầu. Ok, sức nhỏ này cho bò thôi chứ. Kéo nguyên cái một bức tường. Hết hồn. Đó, làm tụi mình té dập mặt đâm xuống mấy gai nữa chứ. Những pha đó là những pha thốn nhất mà mình từng thấy á. There it is. Maybe I can unblock it from here. Some kind of armory. Ok. Có gì đặc sắc không ta? Bom hả? Đồ. Giờ có cung tên bom nữa nè. Đồ đã thế. Grenade arrow. Cứng luôn. Destroy the lock key. Destroy the lock key. Nó nằm đâu trời? Lock key sẽ nằm đâu ta? This should do it. Do fire Rene arrow. Get clear of the door. Đây. Thank you, Lara. They'll be safe in the catacombs for now. I know you seek the divine source, but my people will die to protect it. Your people are already dying. You can't protect it forever. We've lasted this long. But for now, I'm glad to have you as an ally. They're converging on the tower. We still got people there. Get the others to safety. They'll need you.